Thường ấy thì thực ra cái kỹ sư cầu nối hiện tại bây giờ đối với ở Việt Nam mình ấy thì thường là hầu hết là bắt đầu là lấy là những bạn từ IT ra, tại vì các bạn đã có nền tảng về IT rồi. Đó, sau đó là các bạn ấy sẽ được đào tạo thêm, chuyên sâu thêm để hiểu càng sâu hơn về cái lĩnh vực IT nữa. Song song với giai đoạn đó thì các bạn ấy sẽ phải trau dồi thêm ngoại ngữ. Tại vì làm kỹ sư cầu nối thì nó sẽ phải cần hai yếu tố, đó là ngoại ngữ và cả về IT. Có thể IT bạn ấy không sâu nhưng bạn lại lại phải biết rộng. Bạn không cần biết sâu nhưng bạn lại phải biết rộng. Và kèm theo cái quan trọng nhất chính là bạn ấy phải có ngoại ngữ. Đó, thì mới được làm kỹ sư được cầu nối. Và thầy cũng bổ sung thêm lời của chị Phượng, đó là khi mà các bạn làm kỹ sư cầu nối thì ít nhất là các bạn phải học được tiếng Nhật bằng N2 đó, bởi vì là trước đây thầy cũng đã từng học tiếng Nhật và cũng đã từng thi để trở thành kỹ sư cầu nối. Vì thế cho nên là cái tiếng Nhật của các bạn muốn trở thành kỹ sư cầu nối nó rất là quan trọng. Và các bạn còn nó còn có một cái chương trình thi để trở thành kỹ sư cầu nối và lấy bằng kỹ sư cầu nối. Đấy, và đặc biệt là tiếng Nhật của các bạn phải được N2, chứng chỉ N2, thấy chưa nào? Đó, vì thế cho nên là các bạn phải nỗ lực học cái ngoại ngữ. Nếu các bạn muốn trở thành một kỹ sư cầu nối thì đặc biệt tiếng Nhật các bạn phải đào sâu hơn nữa.